Rồi, ok, thì hôm nay con mở diễn đàn ở đó, con nói mỗi đêm, mỗi ngày thì con bắt biết con đam trẩu. Nhưng mà hôm nay thì con mời bác vô thì con muốn nói chuyện điều gì? Thì hôm nay diễn đàn đang thảo luận về một cái nhân vật mà gọi là nó có số này nọ kia mà mấy người cờ đỏ này nọ người ta hay nói đó. Thì bác có biết cái vụ đó không? Nói chung thì bác cũng thoáng thoáng, là ngày thoáng thoáng cũng thoáng thoáng thì cậy nói chơi chơi thôi. Có nghĩa là vậy à? Có nghĩa là vậy, sẽ bắt nghe coi trên YouTube thì vô tình tất cả những cái nó xôn xao dư luận khoảng chừng 3 tháng nay nó hẳn là vậy. Nó không biết thì nó xạo, nó dốc, tao thì có không thì nó dốc. Nhưng thì có cái chuyện mà nó lung bùng mà hình như bây giờ nó rối nùi, mày hiểu không? Dạ. Thì nó cũng có nhiều cái người này phản biện cái kiểu khác, người phản biện kiểu khác, người binh người chống, cái điều đó là chuyện quyền cá nhân của mỗi người, cái chuyện tự do mình không khe. Dạ. Thì cái gì mà phạm luật thì nhà nước xử lý thôi, cái chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ con muốn hỏi cái vụ gì? Thí dụ như bây giờ thông qua cái chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng thì quan điểm của bác cầm sao trong cái vụ lùm xùm này nọ kia, có người cũng binh, người cũng chống, người cũng nói là chị Hằng không khôn ngoan, có người cũng nói là chị Hằng non này nọ ABC, người thì nói chàng thành công đâu vậy, nó rối nùi vậy. Thì theo quan điểm của bác thì bác ở xa, bác không ở trong nước, thì bác không hiểu cái ngơi hay cái gì của bà Hằng, bác không cần biết cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây từ xưa tới giờ con người ta làm bất cứ một chuyện gì thì tôi đã từng nói rồi, có người khi người ta có cái tâm là đủ rồi. Còn cái chuyện quá khứ mặt là chuyện cá nhân của họ, mình biết làm con mẹ gì chi vậy chứ nó mệt vậy. Nhưng có điều là tao nghe thì nói chung là qua những cái lời kể của hàng xóm, rồi qua những cái lời kể của những người được thọ ơn bả, để chi thọ ơn là đúng rồi, là bởi vì bả đã thành lập một cái viện mổ tim cho miễn phí cho các em bị bẩm sinh. Đó là chuyện rất ư là không ai làm, bả làm. Tất nhiên là mình không nói cái chuyện gì, mình chỉ nói bả có một cái tấm lòng mà mình nói sao ta, mình có nghĩa là lo cho những người mà coi như cô nhi, những người em bé bị khuyết tật, đây là đủ rồi. Còn những cái chuyện khác ta nghe rất là nhiều, cái hãng như làm cầu đường, làm nước ngọt về xong, nói chung là miền Tây rồi bà làm dữ lắm, có nghĩa là, nhưng mà bà làm bà không có kể gì cho ta, đâu có biết gì đâu. Sao mà này khi lùm xùm cái vụ này ra thì tất cả những người ủng hộ bà mới đưa ra những cái chứng cứ coi bà làm được những cái việc vậy, thì mình thấy rõ ràng là mình cũng thấy mình kinh ngạc. Từ xưa giờ tao đâu có biết mẹ gì đâu, tao không biết, tao mới biết bả là cái khoảng 2 tháng nay và đi kèm theo một cái đám nghệ sĩ nữa đó, nó khổ vậy đó. Nó lùn tụi mày mà tánh tao thì thiệt, mày biết tánh tao rồi, tao trực tính, có làm sao tao nói vậy, tao không biết che lắp, và tao che lắp mà tao quen biết gì bả đâu che lắp. Nhưng mà nói trên quan điểm về con người, tình người và vấn đề cộng đồng thì tao mến bả, nó hẳn là vậy, bởi vì bà làm được những cái chuyện mà người khác không làm được. Dạ đúng, chính xác. Thế thôi, còn cái chuyện đời tư của bà, mấy chồng, mấy vợ hoặc cái gì đó, cái chuyện của bà ta không cần biết, ta không có khe, chỉ có khe là chỉ có khoái là cái chỗ làm người dân được hưởng cái điều đó là tốt rồi, đúng không? Bây giờ tao hỏi mày, một ôm đứa con, mày đứa ôm đứa con mày bị uống thủy, uống não hoặc là thủy não là không có bà là chết rồi. Nhưng mà bà một là giống kiểu như là một cái cứu cánh chạy lên đó, giờ giải là bà hy sinh tất cả. Mà tao nghe bà nói bà qua Singapore chứ hay là Philippines gì đó, bà bỏ tiền ra bà cứu một em bé bị uống não á, bà bên kia đó rồi tiền bà đúng rồi bà đã về. Cái điều đó là một hành động mà mình không thể nằm phủ nhận được. Cái chuyện đó mà bác cũng biết nữa hả? Đúng. Ủa thì bác nó đăng rồi, mấy đứa kia nó đưa clip lên ra thì bà không đưa, nhưng mà những người được biết cái điều đó rồi thì tao thấy bà quá tuyệt vời. Cái điều đó là một người đàn bà như bà thì quá tuyệt vời. Mà nói một mình bà thì không đúng, kể cả có ông chồng của bà luôn, cái là hai vợ chồng quá tuyệt vời. Tao nói về cái mặt thiện thôi, còn cái chuyện mà làm ăn sao tao kể cha, tao không cần khe, bởi tao nói rồi, cái chuyện bà 5-7 chồng và là ông 5-7 vợ vậy, con ơi con rước vậy đó, tao không khe. Và tao chỉ nói là rồi, tâm của bà để thôi là tốt rồi. Rồi ok, bà hỏi gì nữa không? Dạ. Rồi thì thông qua những cái việc làm đó rồi cũng dính lùm xùm với một ông thần y kia, rồi ổng lừa đảo này nọ kia, rồi giờ chị Hằng đứng ra rồi gọi là cắt lời một xíu. Bây giờ tao nói cho mày cá nhân mày thôi nha. Trong cái diễn đàn này không biết bao nhiêu người, tao không biết tao cái mày qua này. Mày mất chừng 100 triệu mà mất một cái sự vô lý. Mày tức không? Quan trọng thằng lấy nó như thế nào nữa. Đối với thằng lấy như thế nào nữa, nhưng mà thằng nào lấy của tao mà khoảng chừng 10 triệu thôi.
mà lấy không có lý do mà lấy mà kêu mà lấy mà cứ kêu mà cà chớ cà cháo là đủ tức bỏ mẹ không tức 10 triệu là tức rồi. Đúng rồi, mà lấy bố lão là súp không? Đó, mà bả là 270 tỷ thì mày kiếm cái tiền đó mày tức không? Mày như bả mày tự giận rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì làm sao người ta không nói được? Ta có quyền nói chứ. Đúng, chính xác, đương nhiên là nói là có quyền nói, nhưng mà cái cô muốn hỏi bác ở đây á là khi mà chị Hằng đứng ra, chị Hằng tố giác như vậy thì nó kéo theo chuyện lùm xùm là người binh người chống, thì đúng trong rồi. Đó có những người ghét chị Hằng, rồi có những người người ta tấn công vô cá nhân chị Hằng, tấn công vô quá khứ, tấn công vô đời tư, rồi tấn công vô chồng vô vợ. Cái chuyện đó là rất là vô duyên. Cái chuyện mà bà làm được là không nói, mà cái chuyện bà tấn công người ta thì lôi vợ lôi con lôi chồng lôi gì vậy trời, đâu có chuyện kỳ cục, con thấy là hình như là nó kỳ cục và chuyện rất là vô duyên đó. Rồi sao con nói tiếp đi, là tao nói thì tức là ở cái điểm đó thì người ta sẽ tấn công như vậy, mà chị Hằng chỉ khi mà chị làm cái việc này cho đã liệu trước là chị sẽ cũng bị người này người kia tấn công như vậy, thì một người phụ nữ mà đứng trước một áp lực như vậy á thì bác thấy chị Hằng có kiên cường không? Ừ, quá sức tương tự, tao nói là nói một cách mà mình không qua nha, cái này mình không khen mà cũng không chê, nhưng mà cái điều là mình thấy là từ cái ngày mà tao biết là Việt Nam mình bây giờ thì sao những người mà coi như lãnh tụ thì không nói rồi, như bà Kim Ngân rồi bà phó chủ tịch nước, những từ đó người đó mình không dám nói tới, nhưng mà những người bình thường, người dân bình thường á mà dám đứng lên mà quơ hết quơ vào là công ty trách nhiệm một mình tao tao thấy mà tao sợ tao sợ quá. Thì rồi bà nói hôm trước tao nghe một cái like là đứa nào nó cũng bàn, đứa nào hình như là trang TV, nói chung là tao coi YouTube rất là nhiều, ù bác sao tao tin đạt tôi tới nhiều lắm. Thì bà nói là bà sẽ, nếu mà cuộc chơi này mà bà không dễ thì bà sẽ bỏ nước bà ra đi. Thì tao mới nói đùa với mấy đứa nhỏ ở nhà, tao bỏ đi sẽ được, rồi mày chưa ăn cơm với tao sao bỏ được, ít nhất tao phải đủ ăn cơm tao, đủ má với tao, bữa muốn đi đâu đi chứ. Nhưng mà mày hiểu là đủ làm dễ ăn cơm với tao được, đủ mời tao không dám ăn nữa, làm sao bỏ đi được, đúng không? Có cái lời quyền rồi, thật ra không phải ăn cơm với tao muốn đi đâu đi, mà tao thì không bao giờ mà mời tao đi được, thật ra coi như suốt đời ở Việt Nam thôi. Tao vừa nói mà tao vừa hài thì tụi nó cười quá trời luôn, thì nó nói được phải ăn cơm với bác Cầm mới được rồi mới đi đâu đi, nhưng mà tao làm gì mà để cho dễ mà ăn cơm được, có ăn lẩu người ta đâu có chịu, phải ăn cơm nó mới chịu. giờ bác phải dùng chữ ăn phở nó mới hợp lý. Đúng rồi, cơm kiết gì giờ này nữa, cơm kiết giờ này rồi sao nữa con? Rồi thì thông qua một cái hiện chị Hằng nổi lên mạng như một hiện tượng xã hội, như một người idol, như một người phụ nữ kiên cường bất khuất, và cái sự lan tỏa của chị Hằng rất là nhanh, thì đi kèm với cái sự lan tỏa nhanh thì có rất là nhiều người muốn gọi là tìm kiếm cái mối quan hệ ở chỗ chị Hằng, hay cái khác là nói là muốn gọi là đứng chung chiến tuyến này nọ kia rồi lăn. Alo, alo bác Nghe đây. Rồi thì trong những cái người mà người ta đi theo vậy đó, cùng chung chiến tuyến vậy đó, thì có một nhân vật cũng khá là nổi tiếng đó, đó là chị Ma Sơ Vui Vẻ, thì bác có biết về người này hay không? Bác biết khoảng chừng nửa tháng nay thôi, tại vì bác từ xưa giờ tao biết mà biết tính là tao ở nước ngoài. Okay. Thứ hai nữa, từ xưa giờ bác không biết giờ bác chỉ nổi lên có thấy chưa để con hỏi hết cho bác dễ trả lời nè. Rồi. Thì bác biết nửa tháng nay càng tốt. Người ta biết nhiều quá, người ta nói nghe ghê quá. Bây giờ bác mới biết nửa tháng nói mới hay nè. Đó, thì ở cái mối quan hệ giữa chị Hằng với chị Ma Sơ này á, thì dạo những ngày gần đây nó có sự rạn nứt và nó có sự gọi là chia rẽ, và không những chia rẽ mà giờ là giống như là trở mặt, rồi hai bên gọi là bực nhau luôn. Thì theo bác đánh giá, nhận định của bác về cái vụ việc này thì nó như thế nào, và cái việc mà bác biết chị Ma Sơ được mấy tháng nửa tháng đó, thì bác có cái nhận định như thế nào? Cái này thì bác chỉ biết thôi trên mạng thôi, bác biết qua là một cái thằng em nó tên là Dương Trung Hiếu, thì nó cũng giới thiệu thì bác biết là bác chưa bác coi thôi, nhưng mà bác không, từ xưa giờ bác chưa hề dính líu giờ ba cái vụ này, gọi là bác đứng ngoài bác thấy ghê quá, bác đứng ngoài bác không quan trọng, bác không để ý, bởi vì cái tâm nguyện của bác là bác chỉ nói những cái chuyện gì mà bác biết và chủ yếu là bên hải ngoại thôi, chứ còn ở trong nước thì mình không ấy. Nhưng mà sau này tụi nó post lên những cái bài mà trước đó, một năm, hai năm về trước á. Rồi, khoan. Cho con ngắt cái chuyện mà một năm, hai năm về trước á, thì nó bỏ qua bên đi. Nếu mà bây giờ bác nói những cái chuyện đó thì nó sẽ, từ từ, nó sẽ ảnh hưởng tới cái câu hỏi của con ở đây.
Bây giờ là con hỏi bác nè, bác là một cái người bình thường chưa biết về chị đó, thì bác vô bác coi cái video 1, 2, 3 cái video của chị đó nói, thì bác có cái cảm nhận gì và bác đánh giá về cái chị này là giỏi hay là nói chuyện hay, hay là gian, hay là tin được hay không tin được, nói cho tóm lại bác có muốn kết bạn với người đó hay không? Hồi xưa thì cũng muốn, muốn là chỗ này, có nghĩa là khi bác thấy bà này nói chuyện về cái nói về cái chuyện mà lúc mà binh bà Hằng, bà Phượng bà Hằng hả, thì cái lý luận mà này rất là cứng, mà đưa ra những cái luận điểm mà giống như kiểu của chính sách nhà nước á, mà hầu như tao nghĩ là bà này chắc là lẽ hình như là đảng viên hay cái gì á, chứ chứ đâu phải người thường. Nếu người thường thì không có dùng những cái những cái ngôn từ và những cái ngôn từ chính trị mà rặt mùi tuyên quấn giống như kỳ bả, phải không? Dạ. Cho nên vì đó thì mình cũng để nó thẳng là để rồi suy ra chắc là bà này cũng là coi như là cũng là cán bộ hay là công nhân viên chức nhà nước gì đó, mình đâu có biết chuyện đó. À rồi sao nữa, thì mình cảm thấy là mình cũng thích là cho như bà nó chẳng, khi bà nói chuyện với bà Hằng á, với đám nghệ sĩ á, tao chẳng có thấy cái chuyện gì chính trị với nghe gì cả. À thì tao để tao nói hết rồi nghe, thì tao thấy cái lời của bà hay quá, thì nói về vấn đề lột mặt nạ của những người mà giả danh này kia từ thiện rồi ông Võ Hoàng Y, thì tao khoái và tao bốt một đoạn ngắn khoảng chừng 10-15 phút gì đó, đù mà tao mới bốt lên chúng nó đi chửi tao quá trời luôn. Tao chửi sao, chửi đù chửi thằng này, cái con này lẽ con hát động mà sao bác bốt lên làm gì. Tao ủa hát động hả, tại vì mình ngơ cái khác, đâu có biết cái gì đâu. Thấy bà nói cái đoạn đó là cái đoạn bảo binh Việt Bàn tối đa đó, là chửi vậy đó, vậy thôi. Tao sợ quá, tao bị gắn, tao thấy vậy tao rơi, tao gửi xuống luôn, tao đâu có dám đem lên nữa. Mình mới suy nghĩ, mình nói đùa, mà sao kỳ ta, cái bà này là cái gì mà tụi nó la quá mà bà thấy là bà nói tốt quá mà. nói chung là miệng lưỡi, nó cũng là cái cách nói văn phong nói rất là tốt. Đó chuyện vấn đề đường lối chính trị rồi, theo kiểu như băng tuyên quân, như băng tuyên giáo gì của Việt Nam mình. Ừ, ghê ha, bà này ghê ha. Đùa, bà này chắc là cũng là sếp lớn, mà đâu biết, tao đâu biết có mẹ gì bà đâu, không quan hệ không biết gì hết. Thì bốt lên, đùa, mà tụi nó chửi quá, tao rớt xuống, rồi sau này thì tụi nó mới nói là bác muốn hiểu thì bác phải coi lại những cái video của bà này. Đùa, bà nó bốt lên, đùa tao cũng ngỡ ngàng, tao hỏi thôi. Giờ đùa bà tao hỏi rồi, tao đùa nín luôn, giống kiểu như là ngậm một thị vậy, ngậm đùa không có nói được lời là bởi gì. Nói, rồi, hỏi. Hồi nãy bác có nói là coi là những video cũ ngỡ ngàng, thì bác coi cái video gì và ngỡ ngàng gì? Thì đủ lắm, rồi chửi chủ tịch nước nè, rồi chửi nhà nước Việt Nam, mà chửi tùm lum, rồi chửi cả chửi của chửi bác Hồ cũng chửi luôn, rồi kêu là thậm chí còn nói chuyện mà nói chuyện trong thành phố Hồ Chí Minh thì nói tắt và nói chuyện rất là dân sắc sực thành hồ chứ không có được lùi, thấy không? Có nghĩa là những cái ngôn từ rất ư sắc sực, thì sau này tới mới chim vậy mình chết mẹ là làm mình làm rồi đó, để thấy là vậy đó. Chứ thực chất là mà, bác thì không có ác cảm, mà từ xưa thì bác con hiểu là bác chưa từng phản đối, chưa từng nói xấu bất cứ một người phụ nữ nào, mà hầu như tao không có nói chuyện với phụ nữ đó. Thành ra giờ thì tao chúc bữa nay mày hỏi những vấn đề tới tầm bà đó, thì tao cũng khiêm nhường tao nói một cái là tao nghỉ chơi, tao không chơi thế thôi, chứ tao cũng không nói, tao không nói vậy là... được thì vậy được rồi đó, vậy thôi. Chứ còn từ xưa giờ bắt con biết tánh bác rồi, không đụng chạm phụ nữ vào nó, các bạn có chửi hoặc là ai có chửi bằng phụ nữ chửi tao tâm lầm tin là bởi vì tao là tôn trọng mà. Tao ở Mỹ riết là tao quen cái thói của Mỹ là lady first. rõ ràng đúng là tại vì đó mình còn có là chơi hoặc là không chơi, chơi chính xác, không chơi là thôi, overlap good, không nói xấu, không bàn cãi gì cả, thế thôi. Đó là cái nhận định cá nhân của bác đó. Okay. Dạ rồi 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 thôi giờ chị